Trung tâm bảo trợ xã hội chúng tôi vừa tiếp nhận một cháu gái bị lạc gia đình. Cháu bé khoảng bao nhiêu tuổi ạ? Cô bé khoảng 5 tuổi, tầm tuổi con anh. Anh có thể tả qua được không ạ? Cô bé mặc váy màu hồng, tóc buộc cao. Nhưng hiện giờ cô bé đang bấn loạn, chưa thể nói được gì. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay. Anh tỉnh rồi à? Đây là đâu? Đây là bệnh viện. Anh bị tai nạn khá nặng, đã hôn mê 3 ngày nay rồi. Các bác sĩ đã phẫu thuật chân cho anh, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa đâu. Nhưng chân của anh sẽ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn đây. Sao lại xe lăn? Sao tôi lại ở đây? Còn tôi đâu? Như đâu? Cô cũng chỉ cần tiền của tôi thôi. Cô yêu thương gì tôi? Anh bạc nó vừa thôi. Đàn bà các người là lũ ác độc, chẳng đứa nào ra gì cả. Tao sống không cần chúng mày nữa. Cút xéo đi. Này anh nhỉ, sao anh không nghĩ tất cả những gì anh phải gánh chịu hôm nay là do quả báo? Anh gieo gió thì giờ gặt bão thôi. Cô nói tôi thế à? Cô hại tôi bao lần mà cô có sao đâu. Tôi thế này chắc cô vui lắm nhỉ. Nhưng tôi chỉ bị liệt, chưa chết đâu. Anh nghĩ anh tử tế à? Nếu anh tử tế thì anh đã chả bị thế này. Con bé bị lạc là vì ai? Mày, ai cho mày động đến con tao? Cút. Đồ khốn nạn. Thế thì ở đấy mà tự phục vụ đi. Lấy. Lấy đi. Anh làm cái quái gì đấy? Tôi muốn nói chuyện. Anh không ngủ được thì phải để cho người khác ngủ chứ. Lục sục cả đêm thế ai mà chịu được? Con gì bây giờ chán rồi, tôi về đây để ngủ à? Anh làm nhảm cái quái gì đấy? À, tôi hiểu rồi. Đấy, anh làm được gì? Anh làm đi. Làm đi. Không à? Không thì biến đi chỗ khác, để cho tôi ngủ. Cô sống với tôi hơn 10 năm qua mà sao không có con à? Tất nhiên là tôi không nói mấy năm gần đây cô bồ bịch công khai. Nhưng ít ra cô cũng phải đẻ cho tôi một đứa chứ. Cô phá tài sản của tôi vì cô mà con tôi bị lạc. Cô sống ở đây bao nhiêu năm mà cô vẫn thế à? Bao nhiêu tài sản của tôi không đủ để đổi cho tôi một đứa con à? Anh làm sao mà có con được? Người lúc nào cũng như cái hũ rượu mở nút đi. Còn cái chó gì? Cô nói cái gì? Có phải cô phá thai không? Sao tôi không có con được chứ? Thôi anh đi ra đi, để cho tôi ngủ, nhanh lên. Có đúng không? Có phải cái thai cô ép tôi cưới, cô đã phá thai hả? Anh Nhật này, tôi chưa bao giờ có con với anh. Cô nói thế là thế nào? Thế anh tưởng cái thai sau ngày cưới là của anh chắc? Không phải đâu. Nhưng mà tôi phá đấy. Tôi không đẻ con cho bất cứ một thằng đàn ông nào hết. Toàn một lũ đều giả như nhau. Con khốn nạn, con khốn nạn. Đổ ra. Mày lại đi. Chó! Chó con của tao! Đứng lại! Địch nhớ! Con ra! Chó con của tao! Chó con của tao! Chó con của tao! Trời ơi! Nốc lắm vào! Đang ôm ấp hôn hít dai dưới nhà kia kìa! Sợ khổ! Chú Nhật!
Chú không ý kiến gì à? Bà có ý kiến gì à? Ừ, có kiến đâu. Tôi vừa lau chùi sạch sẽ mà. Bà xem, anh ta có để ý gì đến tôi đâu mà bà phải lo hộ. Phải không anh Nhật? Ơ, anh nói gì đi chứ? Anh đã bao giờ coi tôi là vợ đâu. Có phải không? Bà không biết đâu. Anh ta khinh tôi lắm. Với anh ta, tôi chỉ là kẻ đào mỏ thôi. Cho nên bây giờ tôi thế, anh ta cũng có nói gì đâu. Thế nào thì cũng là việc của cô chú. Nhưng còn việc của tôi. Việc gì của bà? Cô chưa trả lương cho tôi tháng vừa rồi. Hay cô đưa Giai về nhà hả? Thì em đưa hai anh chị ấy đến xem nhà. Xem nhà? Nhà nào mà xem? Nhà của cô đấy à? Cút đi! Cút hết đi! Cút hết đi! Ôi giời! Nhìn nhầm! Ai cho cô bán nhà mà xem? Tôi mới là ông chủ của cái nhà này! Cô đã hỏi tôi chưa? Không bán nhà thì mai lấy lá chuối đút vào mồm anh nhá. Hết tiền rồi. Cô đừng có láo. Cô tưởng tôi không biết cô với thằng Tân phá nát cái công ty này của tôi à? Ai phá công ty của anh? Công ty vẫn còn nguyên đấy. Thế tiền đâu? Tiền đâu mà phải bán? Thì tiền đổ vào mấy dự án bất động sản rồi. Ai khiến cô? Tiền của tôi, nhà của tôi, công ty của tôi. Của anh á? Không có cái con này thì chẳng có cái quái gì hết. Anh ngồi chết dí một chỗ. Ai điều hành, ai mở rộng công ty để lấy tiền đút vào mồm anh? Tôi cấm cô. Nhà này của vợ con tôi. Tôi cấm cô không được động đến, nghe chưa? Tôi là vợ có hôn thú của anh, có cưới xin đàng hoàng. Còn con anh á, đâu? Nó chết rồi, đã 15 năm rồi. Làm gì còn con với cái? Dòng đời ngã nghiêng, đường xa trong vắng chơi vơi bước chân, về đâu với những áo vòng muộn màng, nhận ra lời mẹ ru đã quá xa. Ta sẽ là ai trong dòng người, tự hỏi với bao nỗi khắc khoải, chỉ thấy gian dối và những con tinh. Cuộc đời sao đổi thay để giọt nước mắt buông rơi trong nỗi cô đơn cùng với đêm thâu, cho đi tình yêu trái ngang, để rồi nhận thêm đớn đau nhưng buồn vui như ao anh theo thời gian trôi. Từng lời ru vẫn ở trong giấc mơ, giật mình tỉnh giấc đâu đây à ơi, điều hát còn vang mãi. Cuộc đời sẽ gấp lại buồn vui tháng ngày, và thời gian nâng những gục ngã đứng dậy, để những đêm dài lời ru còn mãi vẫn vương. Cơn mưa dừng bóng ai vội vàng cuộn vào trong đêm khuya vắng lại, chỉ thấy mình ta đứng giữa dòng đời ngã nghiêng, đường xa trong vắng chơi vơi bước chân, về đâu với những áo vòng
muộn màng nhận ra lời mẹ ru đã quá xa. Ta sẽ là ai trong dòng người, tự hỏi với bao nỗi khắc hoài. Chỉ thấy gian dối và những toan tính, cuộc đời sao đổi thay để giọt nước mắt buông rơi trong nỗi cô đơn cùng với đêm thâu. Cho đi tình yêu trái ngang để rồi nhận thêm đớn đau. Nhưng buồn vui như áo anh theo thời gian trôi. Từng lời ru vẫn ở trong giấc mơ, giật mình tinh giấc đâu đây à ơi điều hát còn vang mãi. Cuộc đời sẽ khép lại buồn vui tháng ngày, và thời gian nâng những gục ngã đứng dậy để những đêm dài lời ru còn mãi vẫn vui.